Quý vị và các bạn thân mến, xe đạp là ký ức, là kỷ niệm, là quá khứ của nhiều người. Đó là vật dụng một thời theo mẹ ra chợ, đưa cha đi làm, rồi cùng con đến trường. Gắn bó với những tình yêu đẹp đẽ qua những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Chiếc xe đạp theo chân người Pháp vào Việt Nam từ thế kỷ 19. Nhưng sức phổ biến của nó trong đời sống người dân Việt chỉ thực sự thể hiện sau đó vài thập niên. Từng có giai đoạn hoàng kim khi xe đạp là phương tiện chính để đi lại của người dân đô thị. Trò chuyện với chú Phú, năm nay 80 tuổi, từng là cư dân ở ngã ba Cây Thị, xóm Gà, Gia Định. Chú kể rằng, cuối thập niên 1940, xe đạp lúc đó được người ta gọi là xe máy. Tuy đã bán ra thị trường khá nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể có nó dễ dàng. Nhiều nhà phải dành dụm thời gian dài mới sắm được và phải tiến hành từng bước. Ban đầu một xe cũ, rồi từ từ tích góp tiến lên một xe mới. Thời đó trừ một số ít người đặc biệt có xe hơi, còn lại ai nấy đi đâu đều toàn cuốc bộ, đi xa thì dùng xe ngựa. Ai sắm được xe đạp thì rất sướng, chủ động đến nơi mình muốn, thành thản trên đường lộ là cảm thấy vui và có chút hãnh diện. Chú nói còn nhớ như in, lúc đó khi còn là chú bé mới hơn 10 tuổi, chú mừng dữ lắm khi thấy bà dắt về chiếc xe đạp kiểu nam mà người ta vẫn hay gọi là xe sườn ngang. Bà chú mua ở cửa hàng với giá gần 300 đồng bạc Đông Dương. Ngày nào bà không đi đâu, chú mượn xe ra rồi tự tập. Chân chưa đủ dài để ngồi trên yên hoặc trên khung đạp được một vòng bàn đạp, chú luồn chân phải qua giữa ống sườn ngang để chạm vào bàn đạp bên phải. Sau vài lần té trầy đầu gối và bị ba la vì sót chiếc xe thì chú cũng chạy được chập chững. Bọn trẻ cùng xóm đứng xem trầm trồ có chiếc xe đạp mơ ước đó. Xe đạp ở Sài Gòn kể từ thập niên 1940 trở đi không cần phải đăng ký, mang biển số, không phải kê khai lý lịch và cũng không phải mua bảo hiểm. Người ta chỉ cần một tờ giấy mua bán hoặc giấy mua bán viết tay, có chính quyền địa phương thì thực là đủ. Giá cả thì rất phù hợp với túi tiền của người dân. Có xe rồi, chỉ cần mua một ổ khóa nhỏ nhỏ, kèm sợi dây xích gọi là khóa anti-vol, khóa lại là xong. Thời đó hầu như không có trường hợp bẻ khóa ăn cắp xe. Tất nhiên, vẫn có người mất xe do lơ đễnh vì quên khóa. Đến thập niên 1950 là thời hoàng kim của xe đạp ở Sài Gòn. Số xe đạp được dùng ở thành phố này tăng lên ngày càng nhiều. Thợ thầy đều có xe để đi làm ở các công tư sở. Các trường trung học, trường nữ như Marie Curie, trường nam như Tabet, Jessilu Lubet, hầu như học sinh đều dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển đến trường và về nhà. Mức độ thông dụng của xe đạp thời đó gần như nó là đôi chân của con người. Một người từ tỉnh lên Sài Gòn chỉ cần đạp xe từ nhà ra bến xe đò mua vé. Lơ xe sẽ đứng trên mui xe, đón chiếc xe đạp do khách tự đưa lên hoặc do người phụ lơ đưa lên mui. Họ ràng buộc rất chắc chắn, khách vô ghế ngồi. Xe đến Sài Gòn, lơ xe cởi dây thả xe xuống, khách nhận xe đạp rồi đến địa chỉ mình cần tìm. Chẳng phải đi bộ bước nào. Ai nấy đều thấy quá tiện lợi, thậm chí tiện lợi hơn người có xe gắn máy cũng không làm được như vậy vì nặng nề. Thời đó, người dân Sài Gòn, từ thầy, thợ, học sinh, đàn ông, đàn bà, v.v. hầu như ai cũng biết cởi xe đạp. Tùy hoàn cảnh và địa vị trong xã hội mà người ta sắm những chiếc xe đạp phù hợp. Việc di chuyển bằng xe thổ mộ giảm dần, để rồi sau đó hầu như chỉ dành cho tiểu thương vận chuyển hàng hóa từ nhà quê, ngoại thành ra các chợ và trở về khi chợ tan. Hồi đó, nhà nào dù giàu hay nghèo cũng phải ít nhất có một chiếc xe đạp. Đặc biệt ở các nữ sinh trung học, hầu như cô nào cũng có một chiếc xe đạp nữ với kiểu dáng thanh thoát. Để tà áo dài của các cô nữ sinh khi di chuyển không bị dính vô các cây cầm của xe, bánh sau xe đạp nữ có thêm hai mảnh lưới đan nhiều màu sắc rực rỡ, che phủ phần nửa bánh sau, khiến cho xe đạp nhìn càng duyên dáng. Các loại xe đạp thời bấy giờ, kiểu xe chắc chắn, loại phổ thông là xe nam với ghi đòn hình chữ U. Hai tay nắm vẫn lên cao để người điều khiển không phải cong người khi đạp cho xe di chuyển. Loại này yên to, có lò xo dưới yên.
con Bobaka được làm bằng thanh sắt đặc rất cứng. Hai tay Thắng cũng bằng thanh sắt đặc uốn lượn theo kỳ đông, song song với cổ xe xuống đến đầu Thắng. Xe tuy cổ kính, nặng nề nhưng rất chắc chắn. Người Hoa thường dùng loại xe này để chở hàng. Có người còn đồn rằng ống tiếp để hàng sườn xe được hàn bằng ống tiếp nước, vừa rẻ vừa cứng chắc. Xe kiểu kết thời trang thường được nhập từ Pháp như các hiệu Renault, Rolls-Royce Stella, Peugeot. Các loại xe mang thương hiệu này là cao cấp nhất. Giới thượng lưu chạy xe thích nhất là sườn xe được làm bằng chất liệu nhẹ, chuộng nhất ở hiệu Renault với giá cao. Trong giới đua xe đạp, sườn xe đạp đua được ưa chuộng chỉ có hai loại, nhất là tiếp Renault, nhì là tiếp hệ Tubi. Xe nữ thì thanh tiếp ngang của xe nam được hạ xuống, chéo từ cổ xe xuống gần bàn đạp của trục yên xe. Riêng xe Rolls-Royce Stella và Peugeot thì thanh chéo này được làm bằng hai thanh tiếp song song, uốn lượn xuống gần trục bánh xe sau. Các cửa hàng buôn bán xe và phụ tùng ở Sài Gòn nhái theo các kiểu cách xe nhập cảng, hàng cung xe, vân vân. Nhưng do kỹ thuật hàng chưa tốt và chất liệu ống tiếp thường dày hơn xe của Pháp, nên trọng lượng xe thường nặng hơn xe nhập cảng cùng kiểu cách, có khi nặng hơn gấp rưỡi. Lại dễ bị đứt mối hàng ở cổ xe, khiến người điều khiển bể mặt kể rằng là chuyện thường, nhất là trong giới đua xe. Nhưng sau một thời gian, xe nội địa biết rút kinh nghiệm, sản xuất sườn xe có chất lượng tốt hơn, kịp thời theo được mẫu mã của xe nhập cảng, đẹp hơn, dù giá chỉ bằng 50-70% giá xe nhập. Nói chung, hồi đó tuy không có quy chuẩn cho một chiếc xe đạp hoàn chỉnh, nhưng người ta cũng dựa vào thị hiếu và lượng nhu cầu tiêu thụ mà hình thành các quy chuẩn như đường kính bánh xe nữ là 650, xe nam là 680 và xe đua là 700mm. Có người kể rằng thời gian trước thập niên 1940, từ đường Nancy, nay là Nguyễn Văn Cừ trở ra, hai bên đường Galini, nay là Trần Hưng Đạo, có hai con đường nhỏ chạy song song, người ta cấm bảng hướng dẫn ghi bằng tiếng Tây là đường dành riêng cho xe đạp. Đi xe đạp khi ấy cũng phải đóng thuế, kể cả học sinh dù không có tiền. Mỗi xe nộp thuế 3 đồng, cò tay mới phát cho một tấm flagship bằng nhôm chừng hai ngón tay để gắn vào xe. Buổi tối xe đạp ra đường mà không có đèn hoặc không có flagship thuế thì xe bị chở về phủ gia. Nhiều học sinh muốn trả đũa bèn gắn tấm flagship dưới đít yên xe. Mỗi lần mấy thầy police hỏi thẻ thuế, họ lấy tay chỉ xuống dưới đít, bắt buộc thầy chú kể cả cò tay phải cúi xuống dưới đít họ nhìn thì mới thấy. Về sau thầy biết được sự tình, bèn ra lệnh gắn flagship thuế ở chỗ dễ thấy nhất, nếu không thì bị phạt. Số lượng xe đạp bán ra thị trường lên đến đỉnh điểm có lẽ khoảng từ năm 1954 đến năm 1960. Sau đó giảm dần vì đã có nhiều loại xe máy nhập về từ Velosolex đến Mopilot, CNC, rồi Motobiken và xe bốn bánh. Thời hoàng kim của xe đạp kết thúc và trở thành một phương tiện di chuyển phổ thông của giới bình dân và học sinh. Đến cuối thập niên 1960 và những năm sau đó, ở Sài Gòn có lúc người dân quay lại chuộng đi xe đạp nhiều hơn. Lúc đó xe buýt xanh, xe buýt vàng lỗ lã nên đã tạm ngưng hoạt động, nhường chỗ cho xe lam một thời gian. Rồi sau đó xe buýt cũng quay trở lại hoạt động. Phải công nhận vai trò của xe buýt rất lợi hại. Đến giai đoạn sau năm 1972, giá xăng dầu bắt đầu tăng cao, chi phí di chuyển bằng các phương tiện gắn máy cũng tăng theo, nên những người trưởng thành, nhất là giới sinh viên, học sinh lại trở lại với chiếc xe đạp. Lần trở lại này, xuất hiện loại xe đạp mini dành cho nữ giới với hình dáng tương tự như xe Caddy hay Motobiken. Loại xe này trở nên rất phổ biến và thành trào lưu sau đoạn phim Tuổi Thần Tiên với giọng ca Thái Hiền. Trong đoạn phim, các diễn viên vừa đạp xe mini vừa hát. Xe đạp mini nữ này có kiểu dáng khác xe đạp thông thường với sườn xe cong cong, tay lái hình chữ U vút lên, bánh xe nhỏ. Xe đạp mini cùng với người cởi là cô gái mặc quần ống loe, tóc dài là hình ảnh rất quen thuộc thời đó. Mẫu xe này có hai loại xe nhập và xe Ý với sườn xe, ve xe được sản xuất ở chợ lớn. Thấy xe đạp được ưa chuộng và rộ lên quá, tờ báo Thời Nay ra ngày 14 tháng 9 năm 1974 có dòng tích là xe đạp vẫn hoàng xe đạp. Xe đạp mini trở thành cơn sốt của giới trẻ lúc đó. Còn những người khác vẫn thích đi xe máy, đi đâu cũng nhanh, không phải mất mồ hôi dưới trời nắng. Nhưng lúc đó cây xanh nhiều, đường phố vắng, chuyện hít khói xăng, hít không khí ô nhiễm vào phổi là không thành vấn đề với người đi xe đạp. Nhưng đó vẫn chưa phải là thời hoàng kim tái lập của xe đạp, mà là sau năm 1975,
giai đoạn kinh tế bao cấp và xăng dầu trở nên khan hiếm, lúc đó xe đạp mới lên ngôi vì không uống xăng. Và xe mới chủ yếu được sản xuất từ trong nước, từ các cơ sở sản xuất tư nhân. Tất nhiên, kỹ thuật và chất lượng không bằng xe nhập trước đó. Nguyên liệu thì thượng vàng hạ cám, xe đang chạy bị gãy xương là bình thường vì có khi lấy sắt thùng phì ra chế thành xương xe. Chợ Tân Thành ở quận 5 trở thành nơi chuyên kinh doanh phụ tùng được sản xuất từ chợ lớn. Sai đỡ vì có còn hơn không. Dây sên được lồng tới lồng lui, vỏ xe thì đắp, ruột vá chằng chịt. Giai đoạn này kéo dài đến hết thập niên 1980, kéo qua đầu thập niên 1990 mới khởi sắc và chấm dứt. Ngày nay, với xu thế ngày càng xem trọng môi trường sống, giảm ô nhiễm khí thải, mọi người chú trọng vận động cơ thể. Biết đâu sẽ có lúc thời hoàng kim của xe đạp quay trở lại ở thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị ở Việt Nam như đang diễn ra ở Amsterdam, Washington, Seattle, New York, v.v. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Mến chào và hẹn gặp lại.